Tử vi tuần mới từ ngày 19 tháng 10 đến ngày 25 tháng 10 năm 2020 của 12 con giáp. Minh Đường Tử Vi hân hạnh chào đón các bạn. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Bước sang tuần mới công việc tốt lành, vạn sự hạnh thông. Sau đây mời các bạn đón xem tử vi chi tiết tuần mới của 12 con giáp từ ngày 19 tháng 10 đến 25 tháng 10 năm 2020. 1. Tử vi tuổi Tý từ ngày 19 tháng 10 đến 25 tháng 10 năm 2020. Tử vi tuần mới của 12 con giáp từ ngày 19 tháng 10 đến 25 tháng 10 năm 2020 nói rằng tuổi Tý phải đối mặt với hung vận khá lớn, khiến cho con giáp này không thể nào phát huy được hết khả năng của mình. Tiền bạc vừa mới kiếm được hôm trước hôm sau đã nhẵn túi do bị kiếp tài làm cho u mê, mù quáng. Tiểu nhân do hung tinh thiên cầu mang tới dễ làm cho bản mệnh đánh mất sự cảnh giác, chẳng hề kiểm chứng thông tin mà kẻ xấu bụng kia đưa ra đã vội đổ cả đống tiền vào đầu tư kinh doanh, cuối cùng thất bại ê chề. Đây là bài học đắt giá cho người tuổi Tý cần phải suy nghĩ thấu đáo trước khi đưa ra bất cứ quyết định nào. Đường công danh sự nghiệp may mắn là tuần này ấn quan kết hợp với nhau sẽ tạo ra đòn bẩy rất lớn giúp cho con giáp này nhanh tiến tới thành công. Càng về cuối tuần vận trình càng hanh thông rộng mở, bản mệnh nên nắm bắt cơ hội để đạt được những mục tiêu mình đã đề ra. Về phương diện tình cảm, mọi chuyện không có nhiều chuyển biến cho lắm. Các cặp đôi đang yêu vẫn cứ yêu thôi, người độc thân khó tìm được một nửa ưng ý cho mình. Bản thân con giáp này chưa thực sự hiểu mình cần một người như thế nào, chỉ nói cần người yêu mà thôi. Hai. Tử vi tuổi Sửu từ ngày 19 tháng 10 đến 25 tháng 10 năm 2020. Tử vi phương Đông hàng tuần 12 con giáp cho thấy người tuổi Sửu có lẽ sẽ gặp nhiều may mắn trong vận trình tình cảm vào khoảng thời gian này. Đào hoa khởi vượng, các mối quan hệ xã giao cũng có thể trở nên thân thiết hơn, con giáp này có thể từ đó mà lựa chọn đối tượng thực sự phù hợp với mình. Về phương diện công danh sự nghiệp trong tuần khá suôn sẻ nhưng thực chất chỉ đầu tuần mới là thời điểm thích hợp để bản mệnh tiến hành những việc quan trọng mà thôi. Từ giữa tuần trở đi con giáp này có thể liên tiếp gặp rắc rối do thương quan gây ra, tinh thần làm việc sa sút. Tuy nhiên, người tuổi Sửu cũng không cần quá lo lắng bởi thiên đức cát tinh soi chiếu sẽ cải thiện tình hình nhanh chóng. Quý nhân chỉ lối dẫn đường, con giáp này vốn chăm chỉ nên sẽ sớm tìm được hướng đi mới cho mình thôi. Hãy thật bình tĩnh và sáng suốt trong mọi việc nhé. Bản mệnh đừng quá sốt ruột nếu nửa tuần trôi qua đường tài lộc của mình vẫn chưa có biến chuyển gì nhé. Từ giữa tuần trở đi tiền bạc sẽ ùn ùn kéo tới, nào chính tài, nào thiên tài cùng xuất hiện, hứa hẹn một tuần bội thu cho con giáp này. Nhờ thế mà không lo chẳng lo lắng chuyện chi tiêu. 3. Tử vi tuổi Dần từ ngày 19 tháng 10 đến 25 tháng 10 năm 2020. Tử vi hàng tuần của 12 con giáp dự báo người tuổi Dần khó lòng đạt được những mong muốn của mình. Hung vận lấn át cát vận, từ tình duyên cho đến công việc đều ít nhiều gặp khó khăn. Hơn nữa bạch hổ hung tinh còn là điềm báo không lành về sức khỏe, con giáp này đi đâu cũng cần cẩn thận kẻo bị thương. Đường tình duyên trắc trở, con giáp này cứ ngỡ khó khăn đã qua, tình cảm sẽ trở lại như xưa nhưng tiếc là có nhiều thứ đã thay đổi. Bản mệnh cứ cố gắng để ghép nối lại mối quan hệ giữa hai người nhưng không có kết quả. Hết duyên hết nợ có cưỡng cầu cũng không thể. Đầu tuần là lúc tài khí vượng nhất, tuổi Dần kiếm tiền dễ dàng dù là làm công ăn lương hay làm kinh doanh. Con giáp này cần phải nắm bắt thời cơ khi thực thần cho lộc bởi về cuối tuần thì mọi sự sẽ khó khăn hơn, kiếm tiền không còn thuận lợi nữa. Ngoài ra, bản mệnh cũng cần chú ý trong việc chi tiêu mỗi ngày. Vận trình công danh sự nghiệp trong tuần không được suôn sẻ cho lắm do thương quan gây sao nhãng, con giáp này không thực sự chú tâm đến công việc của mình, dễ mắc sai lầm. Tuy nhiên hậu quả không quá nghiêm trọng và thời điểm cuối tuần có cơ hội để bản mệnh thay cải thiện tình hình đó. 4. Tử vi tuổi Mão từ ngày 19 tháng 10 đến 25 tháng 10 năm 2020. Xem tử vi 12 con giáp, người tuổi Mão đang khá bối rối khi mà vận trình tình duyên đang xoay chuyển theo hướng mà con giáp này chẳng thể nào tưởng tượng nổi. Bản mệnh cứ ngỡ đã nắm được trái tim người ấy, nhưng hóa ra vẫn là ảo tưởng, chỉ mình đơn phương mà thôi.
có lẽ vì chuyện tình cảm không được như ý nên đầu tuần này con giáp này khá sao lãng, thiếu tập trung trong công việc, có thể bị cấp trên khiển trách vì thế. Thế nhưng tuổi Mão được cắt tinh soi đường nên nhanh chóng bắt kịp tiến độ kế hoạch, không lầm đường lạc lối nữa. Bản mệnh tỏ rõ sự quyết đoán khi có tỷ kiên ở bên nâng đỡ và biết mình cần phải làm gì để đạt được mục tiêu đề ra. Con giáp này có thể mềm yếu nhưng khi cần thì rất cứng cỏi và mạnh mẽ. Nhờ thế mà vận trình cũng có dấu hiệu chuyển biến tích cực, tình thế sớm được xoay chuyển tốt đẹp hơn. Về phương diện tài lộc, thiên tài xuất hiện vào ngay thời điểm đầu tuần thắp sáng hy vọng cho con giáp này về một tuần thu về tiền bạc vô cùng dồi dào. Tuy nhiên vận may tài lộc của bản mệnh có thể chỉ nối dài đến giữa tuần, càng về cuối tuần càng có chuyện cần tiêu tiền, nên cẩn trọng. 5. Tử vi tuổi Thìn từ ngày 19 tháng 10 đến 25 tháng 10 năm 2020. Tử vi hàng tuần cho thấy người tuổi Thìn có thể tận hưởng những giây phút vô cùng ngọt ngào, vui vẻ của mình khi mà con giáp này nhận được sự bất ngờ đáng yêu mà người ấy dành cho. Đào hoa khởi sắc, hạnh phúc ngập tràn trong mắt bản mệnh. Mối quan hệ ngày càng mặn nồng và thắm thiết hơn. Con giáp này có kế hoạch của riêng mình trong công việc, nhưng không phải lúc nào mọi chuyện cũng diễn ra đúng như ý muốn. Vận trình công danh sự nghiệp trong tuần thăng trầm bất định, tuy vẫn giữ được vị trí đang có nhưng cũng khá vất vả bởi bị tiểu nhân thiên quan quấy phá. Đường tài lộc bù lại rất vượng phát. Đây quả là một tuần rực rỡ của bản mệnh. Cả thiên tài và chính tài đều xuất hiện cho thấy nguồn thu nhập của tuổi Thìn sẽ gia tăng nhanh chóng trên nhiều phương diện. Tiền bạc dùng rỉnh chi tiêu, con giáp này có thể mua mó đồ gì đó tự thưởng cho bản thân. Tuy nhiên, trong tháng có đại hao hung tinh nên dễ có chuyện bất ngờ xảy ra gây mất tiền hao của. Bản mệnh nên có kế hoạch tài chính rõ ràng, hợp lý, tránh để tiền bạc tiêu vô tội vạ mà không có khoản tiết kiệm phòng cho trường hợp cấp bách nào. 6. Tử vi tuổi Tỵ từ ngày 19 tháng 10 đến 25 tháng 10 năm 2020. Tử vi phương Đông 12 con giáp nói rằng người tuổi Tỵ sẽ đối mặt với nhiều trở ngại, thử thách trên con đường công danh sự nghiệp trong tuần này. Mặc dù có chính quan chống lưng nhưng chỉ với sự nhiệt tình và lòng trách nhiệm thì con giáp này cũng vẫn gặp phải khó khăn. Thương quan có thể sẽ gây ra những bất đồng trong quan điểm giữa bản mệnh với đồng nghiệp, dẫn đến chuyện bằng mặt mà không bằng lòng, làm việc thiếu hiệu quả dẫn đến trì trệ, chậm tiến độ. Nếu con giáp này không sớm nghĩ cách giải quyết thì sẽ rất khó để hoàn thành công việc tốt đẹp được. Về phương diện tài lộc, con giáp này có thể sẽ kiếm được khá nhiều tiền trong tuần này nhờ được quý nhân thực thần dẫn dắt chỉ đường soi lối cho tìm thấy cơ hội hiếm có. Bản mệnh nên dốc sức mình để cơ hội không bị uổng phí và cải thiện được nguồn thu nhập của mình. Tiểu hao hung tinh nhập mệnh có thể sẽ có vài chuyện xảy ra khiến cho con giáp này tốn tiền hao của. Nhưng tuổi Tỵ đừng quá lo lắng bởi đó là chuyện xảy ra vào cuối tuần khi mà bản mệnh đang nghỉ ngơi, tận hưởng cuộc sống và dễ chi tiêu nhiều hơn bình thường. 7. Tử vi tuổi Ngọ từ ngày 19 tháng 10 đến 25 tháng 10 năm 2020. Xem tử vi tuần mới của 12 con giáp tuổi Ngọ vận khí không được tốt. Con giáp này dễ đánh mất vị trí mình đang nắm giữ, hoặc tiểu nhân lớn đến nguy hiểm. Ngũ quỷ hung tinh không phải điềm báo tốt đẹp, bản mệnh nên cẩn trọng trong mọi việc để tránh sự cố không đáng có xảy ra. Đường công danh sự nghiệp trong tuần không mấy thuận lợi. Đừng vội tin lời người khác, con giáp này cần phải tin tưởng chính bản thân mình trước đã. Làm gì cũng phải kiểm tra cẩn thận, nếu không ở thời điểm này bản mệnh có thể bị gài bẫy, chơi xấu, khiến cho công sức bỏ ra trở nên uổng phí. Tiền bạc thực tế không quá túng thiếu bởi trong tuần người tuổi Ngọ khá may mắn về tài lộc. Vận may sẽ còn kéo dài mãi cho tới cuối tuần mới bị kiếp tài cắt đứt. Thế nhưng cũng không thấm bao nhiêu so với khoản tiền con giáp này đã kiếm được trước đó. Nhìn chung không phải lo lắng quá nhiều. Lời khuyên dành cho bản mệnh là không nên bốc đồng, sốc nổi, nhất là trong chuyện tình cảm. Có thể sẽ có những chuyện ngoài ý muốn xảy ra, khiến cho tình cảm giữa con giáp này và người ấy chịu tác động không mấy tích cực, nhưng nên bình tĩnh để có cách giải quyết ổn thỏa. 8. Tử vi tuổi Mùi từ ngày 19 tháng 10 đến 25 tháng 10 năm 2020. Theo tử vi tuần mới này, đường tình duyên của tuổi Mùi cực kỳ vượng sắc.
Các cặp vợ chồng tình cảm hài hòa, êm đẻ, những mâu thuẫn và bất đồng trước đó cũng tìm được cách để tháo gỡ, không gặp phải trở ngại gì quá lớn phải lo lắng. Đôi bên biết thông cảm và thấu hiểu cho nhau nhiều hơn. Thái âm xuất hiện còn cho thấy vận đào hoa của người độc thân thực sự lý tưởng, nhất là nữ mệnh tuổi Mùi. Con giáp này có thể sẽ gặp được người trong mộng của mình sớm thôi, hãy chủ động để theo đuổi nhân duyên. Hãy tận dụng cơ hội tốt đẹp này để thay đổi tình trạng quan hệ của mình nhé. Vận trình tài lộc trong tuần cũng có dấu hiệu tăng tiến, đây cũng là điểm đáng mừng của bản mệnh trong thời gian này. Từ giữa tuần trở đi tài khí dễ tụ, con giáp này làm gì cũng có được may mắn. Thiên tài cho thấy người tuổi Mùi biết lợi dụng thế mạnh của mình để kiếm tiền. Về phương diện công danh sự nghiệp, sự tập trung của con giáp này không được ổn định cho lắm. Đầu tuần mọi sự khá suôn sẻ, song thiên quan xuất hiện đã khuấy lên mặt hồ yên ả, khiến cho những kế hoạch đề ra khó bề được thực hiện. Bản mệnh cần phải chấn chỉnh lại thái độ làm việc của mình. 9. Tử vi tuổi Thân từ ngày 19 tháng 10 đến 25 tháng 10 năm 2020. Tuổi Thân mới đầu tuần đã gặp chuyện hao tiền tốn của, tuy nhiên tới cuối tuần thì cơ hội để phục thù của con giáp này sẽ tới. Cả chính tài và thiên tài cùng xuất hiện, tài lộc nhiều không kể xiết. Nhờ vậy mà bản mệnh không phải đắn đo hay gặp áp lực về chuyện tiền bạc nhiều nữa. Vận trình công danh sự nghiệp trong tuần cũng khá suôn sẻ thuận lợi khi mà ấn quan tương trợ, giúp cho con giáp này có cơ hội để thể hiện năng lực của mình, chứng minh bản thân có thể làm được nhiều việc với độ phức tạp và khó cao hơn hẳn. Con đường thăng tiến hanh thông, rộng mở. Dịch mã xuất hiện cho thấy con giáp này sẽ khá vất vả khi phải đi đây đi đó theo yêu cầu công việc. Người tuổi Thân nên dành thời gian nghỉ ngơi hợp lý để không bị quá sức ảnh hưởng sức khỏe lâu dài. Thể trạng có khỏe mạnh thì mới làm việc một cách tốt nhất được. Đường tình duyên có phần ảm đạm, nhắc tới tình yêu là bản mệnh chẳng còn chút tự tin nào. Con giáp này đã cố gắng rất nhiều để hàn gắn mối quan hệ nhưng có lẽ cái gì đã qua thì nên để nó qua đi chứ không phải là níu kéo. Thay vào đó hãy biết yêu và chăm sóc bản thân mình tốt đẹp hơn. 10. Tử vi tuổi Dậu từ ngày 19 tháng 10 đến 25 tháng 10 năm 2020. Tử vi tuần mới 12 con giáp chỉ ra rằng vận trình tình cảm của tuổi Dậu không được êm đẹp như ý. Người độc thân còn nhiều mối lo toan mà chưa thoát ra được, vô tình bỏ lỡ không biết bao nhiêu nhân duyên tốt đẹp. Các cặp đôi nảy sinh nhiều mâu thuẫn, tranh cãi vì những chuyện nhỏ nhặt đời thường. Về phương diện sự nghiệp có Thái Dương nhập mệnh, quý nhân giúp sức, bản mệnh có thể đạt được nhiều thành công trong công việc. Bản thân con giáp này có năng lực, chỉ là đôi khi người tài mà không gặp thời, nay có cơ hội thì thỏa sức vẫy vùng và phát huy tối đa thế mạnh của mình. Chính ấn hỗ trợ, người tuổi Dậu này cống hiến hết mình cho công việc, không quản ngại khó khăn, vất vả nhờ thế mà dù có gặp thử thách nào cũng sẽ tìm được cách hóa giải, giải quyết đâu vào đó. Người có ý chí tất sẽ tìm được thành công của riêng mình. Đường tài lộc không được thuận lợi cho lắm, tuần này bản mệnh không cần phải chạy vạy ngược xuôi mới có tiền trong tay. Con giáp này cuối tuần dễ tìm được cơ hội để phát tài, thậm chí có thể chỉ trong 2 ngày ngắn ngủi mà kiếm được số tiền bằng người ta vất vả cả tuần. 11. Tử vi tuổi Tuất từ ngày 19 tháng 10 đến 25 tháng 10 năm 2020. Tử vi phương Đông chỉ ra rằng tuổi Tuất tuần mới hung cát đan xen, vận trình có lúc tốt, có lúc xấu, khó bề đoán định. Về phương diện tình cảm đang trên đà tiến triển tốt, các cặp đôi có thể sẽ sớm đi đến quyết định hôn nhân. Con giáp này và nửa kia đều cảm thấy đây là thời điểm chín muồi trong mối quan hệ của hai người. Thái tuế nhập cục gây nhiều khó khăn trên con đường công danh sự nghiệp cho con giáp này. Tuy nhiên, với sự quyết tâm, tinh thần chiến đấu kiên cường, bản mệnh đã khuất phục được không ít khó khăn, tìm được chỗ đứng của riêng mình và được mọi người xung quanh ghi nhận. Chỉ có điều, sự quấy nhiễu của hung tinh này phần nào cũng làm chậm bước tiến của người tuổi Tuất, vì thế sẽ cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa để có thể nắm bắt được cơ hội thăng quan tiến chức. Thành công sẽ đến với người biết phấn đấu và không bao giờ ngục ngã trước thử thách trở ngại. Đường tài lộc có dấu hiệu chuyển biến tích cực, có thể nói là bản mệnh đã chinh phục được thần tài khi được thần tài ưu ái cho cả về thu nhập chính và thu nhập phụ. Con giáp này không gặp vướng mắc gì nhiều, chỉ cần dám nghĩ dám làm là có tiền về tay. 12.
tử vi tuổi Hợi từ ngày 19 tháng 10 đến 25 tháng 10 năm 2020. Vận trình tình duyên của người tuổi Hợi khởi sắc, trong thời điểm này có bách việt cát tinh trợ mệnh, đào hoa nên vốn dĩ có khúc mắc giữa con giáp này và người ấy nhưng cũng nhanh chóng được hóa giải, tình cảm hòa hảo như thuở ban đầu. Mối quan hệ cũng trở nên gắn bó và khăng khít hơn. Trong khi đó người độc thân sẽ thấy nhân duyên khác phái của mình vượng sắc hơn hẳn. Bản mệnh dễ dàng thu hút sự chú ý của đối phương, vì thế nếu có cảm tình với ai thì đừng ngại tấn công, chủ động kết nối quan hệ nhé. Biết đâu họ cũng có cảm tình với con giáp này thì sao chứ? Mặc dù vậy, đường tài lộc của bản mệnh lại chẳng được may mắn vì bị kiếp tài ngáng trở. Chuyện kiếm tiền trở nên khó khăn hơn hẳn, trong khi đó có biết bao nhiêu chuyện cần chi tiêu tình phí cũng là một khoản khiến con giáp này phải đau đầu để xoay sở. Về phương diện công danh sự nghiệp, có thể nói rằng đây là tuần đầy những thử thách với tuổi Hợi. Bản mệnh có nhiều cơ hội đột phá, tuy nhiên cũng gặp không ít khó khăn do tiểu nhân thiên quan quấy phá, nếu con giáp này kiên trì đến cùng thì vẫn sẽ đạt được với thành công như mong muốn. Trên đây là tử vi tuần mới từ 19 tháng 10 đến 25 tháng 10 năm 2020 của bạn. Mong rằng những dự báo này sẽ giúp bạn chuẩn bị hành trang đón tuần mới tốt nhất. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.